5 ca COVID-19 trong gia đình ở Bắc Ninh chưa rõ nguồn lây. Qua sàng lọc cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một chùm ca mắc COVID-19 trong gia đình. Hiện và cơ quan chức năng vẫn đang điều tra dịch tễ để làm rõ nguồn lây. Trưa 27 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 6 giờ sáng nay, toàn tỉnh có thêm 7 ca dương tính mới. Trong đó có 4 ca là F1 đã cách ly tập trung, 3 ca liên quan đến điểm dịch ở khu 4, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Trong số 3 ca ở khu 4, có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Bệnh nhân DTV và bệnh nhân NTVA là hai mẹ con đường Trần Hưng Đạo, khu 4, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Ca còn lại là bệnh nhân NVD, 54 tuổi, ở Lửa Hồng, khu 4, Tiền An, thành phố Bắc Ninh, là F1 của bệnh nhân 14.460. Bệnh nhân D bán hàng bia tại nhà, có tiếp xúc với những người thân xung quanh nhà mình. Trong đó có cháu là bệnh nhân 14.461 và con là bệnh nhân 14.460, không đeo khẩu trang. Một thành viên khác của gia đình này cũng đã dương tính, bệnh nhân 15.150. Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền An cho biết, chùm ca bệnh trong gia đình ở Lửa Hồng được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng chủ động ngày 24 tháng 6 và đến nay đã có 5 người trong gia đình dương tính. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguồn lây của chùm ca bệnh này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.